Ok, và chào bạn, mình là Gà đây và chào mừng các bạn quay trở lại với Banana Simulator từ game ăn chuối Simulator ha. Thì khi trong cái video trước mình định là chỉ quay một video thôi, bởi vì cái lý do đơn giản á, là tựa game này tuy nó mới ra nhưng mà cái số lượt người rebirth nó khá là nhiều nè. Top 1 rebirth là 38.100 lần rồi. Nhưng mà mình cảm thấy là cái lượt view của cái video đầu tiên nó khá là ổn ha các bạn. Tính tới thời điểm hiện tại thì nó đã chơi 40.000 view rồi. Nó không quá là cao nhưng mà nó là một cái số view khá là ổn định. Do đó thì hôm nay mình quay trở lại cái tựa game ăn chuối Simulator này để cùng với các bạn khám phá những vùng đất còn lại nhé. Cái tựa game này thì admin game á, họ có một cái cam kết là sẽ được update vào mỗi thứ bảy hàng tuần. Và cái thứ bảy vừa rồi admin game đã ra một phiên bản update mới là update thứ 2 các bạn. Update này nó sẽ cho chúng ta những cái gì? Các bạn hãy cùng mình khám phá trong video này nhé. Đầu tiên á, thì nó sẽ cho chúng ta một cái rương. Yeah, cái rương sẽ cho mình cái gì các bạn? Các bạn thấy coi ở bên góc trái bên đây nè, có một cái thùng ha, một cái hộp giấy. Đây chính là cái nơi để chứa những cái vật phẩm mà các bạn mở cái rương nó sẽ ra. Thì cái rương nó cho cái gì các bạn? Cái rương nó sẽ cho các bạn là cái hat, tức là cái nón các bạn. Cái thứ hai là cho các bạn cái trail. Cái trail tức là những hiệu ứng mà đi theo bạn ha. Thì những cái này nó sẽ bonus, nó sẽ multiplier tiền, nó sẽ multiplier tốc độ cho các bạn. Khá là hiệu quả. Nó cũng như là những cái accessory của những tựa game khác như là mining thì chúng ta sẽ có những cái skin vân vân. Nó y chang như vậy luôn. Rồi thì nó sẽ có thêm một cái tính năng là boost các bạn. Nếu các bạn muốn không muốn mua game pass trong tựa game này bởi vì nó quá mắc đi thì các bạn có thể dùng robot, dùng một số lượng robot không nhiều lắm, khoảng vài chục robot thôi, thì các bạn có thể boost trong một khoảng thời gian nào đó, ví dụ là boost nhân 2 tiền, boost nhân 2 tốc độ trong khoảng tầm 15 phút. Tiếp theo đó về update 2 này thì mình sẽ có là 6 con pet mới các bạn. 6 con pet mới ha, và có 4 cái zone mới, 4 khu vực mới, và trong đó sẽ có 2 cái zone, một là hell, tức là địa ngục, và thứ hai tức là heaven. Rồi và bút viết lỗi các kiểu, bởi vì tựa game này nó mới cho nên nó khá nhiều lỗi luôn. Admin game đã bút viết lỗi ha. Và chúng ta có thể có một cái code mới. Các bạn thấy tìm code nhiều hơn bằng cách là truy cập vào cái link Twitter của tựa game này. Rồi ok, thì như vậy thôi, update 2 của tựa game ăn chuối Simulator ha. Và chúng ta sẽ có một code mới đó, update 2, đúng ta? À đúng rồi, enter. À nó cho mình 250 tiền các bạn. Không nhiều lắm, bởi vì cái tựa game này bây giờ mình đã cày được 49,6 tỷ tiền rồi. Nhiều bạn sẽ nói, ôi sao cày tiền nhiều vậy, chắc là mua game pass rồi. Nope, mình chưa hề mua game pass trong tựa game này luôn. Bởi vì mình cày tựa game này khoảng tầm 1 tiếng hay 1 tiếng rưỡi gì đó, mình đã có những cái này rồi các bạn. Nó rất là dễ để cày cuốc luôn, bởi vì những con pet ở khu vực tiếp theo á, cũng như là những cái trái chuối ở khu vực tiếp theo á, nó cộng tiền, nó nhân tiền cho bạn cực kỳ nhiều luôn. Các bạn chỉ khó khăn ở giai đoạn đầu thôi, và khi các bạn qua được treo máy auto click, qua được những khu vực gần tiếp theo, ví dụ là khu vực bãi biển đằng kia ha, rồi qua tiếp theo nữa sa mạc vân vân, thì nó trái chuối á, nó sẽ multiplier bạn khá là nhiều tiền luôn. Hiện tại các bạn thấy gì đây, remember bạn mua pet và nó sẽ giúp bạn kiếm được nhiều tiền, và trái chuối càng xịn thì các bạn sẽ kiếm được nhiều tiền và bạn sẽ ăn được chuối nhanh hơn. Ok, easy thôi các bạn. Rồi hiện tại các bạn đang thấy mình đang xài con pet Dominus ha. Đây là con pet Devil Dominus các bạn. Các bạn thấy xem pet bằng cách là bấm vào cái gì ta? À, cái này đúng không? À không phải. Con pet mình có ở đâu nhỉ? Quên rồi. À không, con pet trong tựa game này á thì các bạn phải đi vào cái shop pet các bạn mới coi được. Rồi, thì cái tính năng mới là gì các bạn? Bấm vào đây ha. Nó sẽ có hai cái, thứ nhất là cái head, thứ hai là cái trail. Thì cái head các bạn thấy không? Cái head nó chỉ cho các bạn là nhân multiplier tiền thôi. Ví dựmình đang xài được 3 cái nón nha, mỗi người trong tựa game này tối đa sẽ được 3 cái nón. Thì mình đang xài là cái tai nghe, một cái nón màu trắng và một cái Dominus các bạn. Cái Dominus là một cái nón legendary nha. Thì chúng ta có là cái tai nghe nhân 1,2 lần tiền, cái nón màu trắng là 1,225 lần tiền, cái Dominus là 1,3 lần tiền. Còn những cái này thì bình thường thôi, những cái nón này chỉ là 1,15, 1,125 vân vân. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có một cái thứ hai là một cái trail các bạn. À khoan từ từ đi, mình đang xài trái chuối quỷ các bạn, một con pet Dominus quỷ và một trái chuối quỷ nha. Một trái chuối màu đỏ chói, một cái màu mình rất là thích. Mình thích hai màu, hai màu đỏ và màu xanh dương. Thì đây là trái chuối ở vùng đất gần cuối nha, vùng đất heo hay vùng đất là volcano gì đó các bạn. Rồi thì mình sẽ tranh thủ mình kiếm tiền ha, rồi mình sẽ review cho bạn coi. Trong tựa game này các bạn có thể sử dụng auto click để có thể clicking á, bằng cách là đè giữ chuột để cho nó ít tiền như vậy ha. Ăn chuối các bạn, bật ad cap xuống, buông chuột ra, tắt ad cap lên và chúng ta sẽ được đưa vào trạng thái là auto click. Rồi quay trở lại các bạn, cái thứ hai là cái trail. Về cái trail này ha, cái trail này thì nó ngược lại, nó không cho chúng ta nhân tiền, tiền vẫn là nhân một thôi, nhưng mà nó sẽ bù đắp lại chúng ta bằng cách là tăng tốc độ di chuyển của người chơi.
Và cái tram càng xịn ha, hiện ra cái tram nó không có, cái màu nó không có đẹp lắm các bạn, chỉ là màu xanh, màu đỏ, màu vàng thôi. Nhưng mà cái tram càng xịn thì nó sẽ cho bạn tốc độ di chuyển càng nhanh. Do đó thì trong tựa game này các bạn không cần phải mua game bách chạy. Ok, đó là một cái lý do trong tựa game này nó khá là dễ gây cuốc. Cũng như mình nghĩ là những cái nón và những cái trail thì nó sẽ không mất. Nhưng những con pet các bạn, lưu ý đặc biệt là những con pet trong tựa game này nó có thể bị mất. Bởi vì những con pet các bạn phải mua bằng cách là các bạn qua những khu vực tiếp theo thì nó mới có con pet, chứ không phải là nó có một cái inventory như những tựa game khác. Ok, update thứ hai này nó cho chúng ta là một cái head, một cái trail. Thì mình nghĩ cái việc chúng ta rebirth sẽ nhanh hơn. Rồi, chỉ như vậy thôi các bạn. À, thêm một cái nữa là nếu các bạn muốn mua tranh thủ mình sẽ đi nha. Nãy giờ mình đứng có một chỗ thôi các bạn. Trong tựa game này nếu các bạn không mua game pass teleport á, thì các bạn di chuyển nó khá là lâu ha. Cũng may là mình đã có thêm một cái trail để di chuyển rồi đó. Cái gì vậy, sao mình không có cái trail nha, từ từ. À ok, có đó các bạn. Rồi, tại bạn đi như vậy thì nó không hiện ha. Trời ơi, góc lắc các bạn. Rồi, đây là cái trail của mình ha, trail màu đỏ. Đó, tựa game này là tựa game mà vừa ăn chuối simulator, vừa đạp chuối simulator các bạn. Trong cái tựa game này thì mỗi khu vực nó sẽ là một cái shop để mua chuối. Và tiếp theo đó sẽ là một cái shop để chúng ta thể mua pet. Yay. Ở bên khu vực bãi biển này đó chính là một cái nơi chúng ta mua những con pet, là có turtle, có goldfish và con cuối cùng là octopus các bạn. Đây, mình đã mua con octopus rồi. Và mình nghĩ các bạn khi chơi tựa game này thì các bạn hãy mua con pet cuối cùng. Nếu các bạn chơi những khu vực trước thì bạn nên mua con pet gần cuối để có thể kiếm tiền, tích trữ tiền các bạn. Còn riêng từ khu vực này trở lên, octopus rồi tiếp theo nữa, các bạn nên mua những pet cuối cùng ha. Cố autolic treo váy một chút xíu, nó hơi lâu thôi, nhưng mà các bạn sẽ mua con pet cuối cùng thì nó sẽ nhân tiền các bạn rất là nhanh. Rồi bên đây á, ngay khu vực này thì nó sẽ có thêm một cái rương các bạn. Bây giờ bạn thấy mình đang có 60.9 tỷ ha. Bam, cái rương này cho mình là 500.000. Ok, thì trong cái update 1 á, mình không có review cho bạn tất cả vùng đất, cho nên mình không biết là vùng đất cuối cùng là gì. Nhưng mà nghe đồn vùng đất cuối cùng là ở đây nè các bạn ha. Ở đây thì chúng ta sẽ có những trái chuối là Sandy, một trái chuối cát các bạn, Dusty hay một trái chuối bẩn, đây mới gọi là trái chuối thúi nè các bạn. Rồi Cactus Banana ha, một trái chuối xương rồng. Và trái chuối cuối cùng á là Curse Banana, một trái chuối bị nguyền rủa các bạn. Đó, thì bây giờ nó đã ra thêm 4 vùng đất mới. Và các bạn muốn lên vùng đất mới các bạn phải đi lên cái cục này. Đương nhiên thì mỗi vùng đất sẽ có tiền nha các bạn. Mình không nhớ là khu vực sa mạc này bao nhiêu tiền, có vẻ như là vài trăm triệu ấy. Và bắt đầu tới những khu vực hàng kia là lên tới hàng tỷ rồi, khoảng vài tỷ tiền rồi. Ở đây khu vực sa mạc nha, mình có một cái kim tự tháp nè. Trong đây thì mình sẽ có một con mèo đen, một con black cat, một con salamander, con gì ta? À, có thằng lằn các bạn. Con tiếp theo là con mummy. Mình cũng đã mua con mummy cuối cùng ha. Các bạn thấy không? Mình không mua con pet ở đầu tiên, không mua con pet ở giữa, mình chỉ mua con pet cuối cùng thôi. Treo máy có thể nó sẽ mất thời gian hơn một chút xíu, nhưng mà nó sẽ giúp các bạn kiếm tiền rất là nhiều. Rồi, trái chuối ở đây cho mình là 28.000. Ok, mất autolic rồi, bật lên. Rồi, thì khu vực này, khu vực thần tiên các bạn, khu vực jungle, khu vực camping, cắm trại gì đó ha, có những cái nấm khổng lồ và những trái chuối màu xanh lá cây. Trong đây thì sẽ có một ảnh thanh niên, một anh đang đi du lịch các bạn. Cái gì đây? Mushy banana, mushroom banana, corrupt banana, radioactive. À, hình như cái vùng đất radioactive này, tức là vùng đất màu xanh này là vùng đất cuối cùng trong update 1 nha, nhớ rồi. Tại vì mình có coi những youtuber nước ngoài, họ nói là họ đã mua trái chuối xịn nhất trong game. Và mình thấy thoáng thoáng hình ảnh là của trái chuối này. Có vẻ đây là vùng đất cuối cùng trong update 1 đó bạn. Thì update 2 đã cho chúng ta thêm những vùng đất mới nữa. Đầu tiên là vùng đất với những cây nấm khổng lồ, với những trái chuối màu trắng các bạn. Trái chuối này cho mình là 452.000 tiền. Thì vùng đất này chúng ta sẽ có gì đây? Chúng ta sẽ có con snail, con option các bạn. Chúng ta sẽ có con mushroom là con cây nấm. Và mình sẽ có một con sidam. Đây, mình đã mua con sidam rồi. Để chứng tỏ cho bạn biết là mình không mua tiền nha. Thiệt ra thì tiền trong tựa game này nó khá là mắc. Đây, 50.000 tiền. Làm gì có tiền mà mua các bạn, biết bao nhiêu Robux cho đủ ha. Bởi vì tựa game này nó khá là dễ gây cuốc. À, và nếu trong tựa game này, trong cái video này mình đã khám phá được vùng đất cuối cùng hay gì đó bla bla bla, thì mình sẽ rebirth cho bạn coi luôn. Bởi vì rebirth lần đầu tiên nó chỉ tốn chúng ta có 500 triệu tiền thôi. Đây, you can rebirth. Cho nên khá là easy ha. Trong server hiện tại có vẻ như là mặc định khi các bạn vào tựa game này thì sẽ được rebirth một, khá là khó hiểu. Rồi, đây là vùng đất mình mua hai con pet. Ở quên, mình mua con pet và mua trái chuối đây, phải không ta? À không, bên đây là mình chỉ mua trái chuối thôi các bạn. Trái chuối mình có nè, Demon, Red Banana, Evil Banana và đây là Devil Banana, trái chuối quỷ các bạn. Còn bên đây là Evil Banana, tức là trái chuối tà ác nha, xăm xét. Có vẻ như trái chuối này nó đẹp hơn. Rồi,
Trái chuối này là 1,7 tỷ. Trái chuối này là mình nhớ là khoảng 6 tỷ. Hello Demon. And goodbye. Rồi khu vực này nó cũng khá là giống như vậy ha. Nó giống như là một khu rừng bị cháy các bạn. Có những trái chuối màu đỏ nè. Trái chuối màu đỏ thì cho mình tới... Từ từ. Bao nhiêu ta? Cho mình tới là 7 triệu các bạn. Ăn một trái chuối mình có 7 triệu. Ồ, trái chuối giá trị quá. Càng về sau các bạn sẽ khám phá được những trái chuối nó càng có cái sức giá trị của nó. Tức là cái số tiền các bạn phải bỏ ra để mua được trái chuối đó thì nó khá là mắc luôn. Bây giờ mình mới nhận ra là mình đang có cái rank là Champion Banana Eater các bạn. Vô địch ăn chuối. Ghê chưa? Các bạn đã tới cái rank nào rồi? Các bạn đã hơn mình chưa? Thì các bạn hãy comment bên dưới. Mình cũng không biết là mình ăn được bao nhiêu trái chuối thì mình sẽ được lên cái rank là Champion Banana Eater nữa. Rồi ok. Ở bên đây thì mình sẽ có một con quỷ vương các bạn. Ê, một con quỷ vương. Vào đây thì nó sẽ cho mình mua pet nha. Đầu tiên là con Chaos. Cái này không phải đọc là Chao nha. Cái này đọc là Chaos các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ có là Demon. Mình sẽ có là Devil Dominus. Đó. Mình đã sở hữu con pet này. Và đây là con pet xịn nhất của mình. Tính tới thời điểm hiện tại mình quay video. Mình có một combo ha. Một con Dominus quỷ. Một trái chuối quỷ các bạn thấy chưa. Thấy mình có ác độc hay không. Rồi. Bây giờ mình đã có là 75,4 tỷ đúng không. Mình sẽ mua khu vực tiếp theo là 24 tỷ. Đây có vẻ là khu vực Angel các bạn, khu vực thiên đàng nhé. Fire Zone. Hơi sáng nha. Khu vực này khá là sáng luôn. Và chúng ta sẽ có gì đây? À, một bạn thiên thần các bạn ơi. Bạn thiên thần có cánh các kiểu và đang vẫy tay chào mình. Và trong đây sẽ bán cái gì? Trong đây chúng ta sẽ có những trái chuối mới. Chúng ta sẽ có là Queen Banana, một trái chuối có cánh, 21 tỷ tiền. Một trái chuối thiên thần, 27,5 tỷ tiền. Great Banana. Là gì ta? Không biết. 33 tỷ tiền. Và trái chuối mà chớp chớp như vậy là Gold Banana 40 tỷ tiền. 5 triệu mấy tiền á? 5 triệu 7 tiền các bạn. Rồi, bên đây là khu vực gì đây? Bên đây khu vực cuối cùng rồi, ok. Như vậy mình sẽ mua khu vực cuối cùng trước để chứng tỏ với các bạn là mình đã phá đảo từ game này. Đằng kia thì nó ghi á, là Coming Soon nhá. Buy for 45 tỷ. À, đây mới là thiên thần các bạn, đây mới là khu vực thiên đường nè. Còn bên đây chỉ là khu vực bắt lên thiên đường thôi. Một cái cầu thang bắt lên thiên đường thôi các bạn. Từ game này thiết kế nó cũng khá là easy ha. Rồi, khu vực cuối cùng. Nó cho chúng ta một trái chuối là 17 triệu. Wow. 17 triệu các bạn ơi. Dễ mang vậy. Rồi lên tiền khá là nhanh luôn. Bên đây thì mình sẽ có gì đây? Bên đây mình sẽ có hai người. Ủa không phải. À, thanh niên này là thanh niên mà đã qua được khu vực rồi, người chơi các bạn. Mình tưởng đây là NPC chứ hèn chi. Tưởng khu vực cuối cùng nó có hai NPC chứ. Rồi, hello God, đây là Zed các bạn. Thần Zed thì nó sẽ cho mình một con pet The Unicorn, The Angel, The God Dominus. Bên khu vực kia chúng ta sẽ có con Devil Dominus. Bên khu vực này có map mạnh hơn nữa là God Dominus. 250 tỷ tiền. Có vẻ như là đầu tiên thì mình sẽ mua cái trái chuối khu vực bên đây đã. Bởi vì trái chuối nó multiple tiền khá là khủng khiếp luôn các bạn. Các bạn thấy không? Trái chuối bên khu vực này của mình nó cho mình một lần lít chuột là... Nhìn kỹ là 57 triệu nha, không phải 5 triệu đâu. Do đó thì trái chuối ở trên khu vực thiên đường ở khu vực cuối cùng cho từ game này ha là 117 triệu các bạn. Ghê đấy. Rồi trái chuối tiếp theo chúng ta sẽ có 21 tỷ, 40 tỷ là chúng ta sẽ có trái banana cuối cùng. Thôi kệ, mua được trái chuối là Queen Banana đi các bạn. Một trái chuối mọc ra cái cánh, khá là khó hiểu luôn. Nhưng mà cái cánh làm khá là đẹp các bạn. Đây. Như vậy vì đầu tiên cho từ game này là mình đã phá đảo tất cả vùng đất của từ game ăn chuối simulator cho bạn coi ha. Rồi. À, nãy giờ mình quên nói với các bạn là chúng ta có thể mua cái rương ở đâu đúng không? Các bạn hãy bấm vào cái shop thì nó sẽ có một cái chat và một cái boost. Thì đây trong cái shop này chúng ta sẽ có nhân 2 tốc độ, nhân 2 tiền trong vòng 10 phút này hoặc 1 tiếng đồng hồ nè. Thì các bạn click vào ha, các bạn phải tốn một số lượng Robux cũng khá là rẻ thôi. Khoảng tầm 30 Robux cho 10 phút boost nhân 2 tiền ha. Về cái chat thì sao các bạn? Cái chat thì chúng ta sẽ có 4 cái rương. Thứ nhất là Common, thứ hai là Uncommon, thứ ba là Rare và thứ tư là Epic. Thì cái rương nó sẽ có giá trị như thế nào ha? Cái rương Common 1.500 tiền một cái rương. Cái rương Uncommon là 500.000 tiền. Cái gì vậy? Bấm nhầm rồi. Cái rương Rare là 500 triệu phải không ta? Ok, 500 triệu tiền cho một cái rương Rare. Và một cái rương Epic các bạn. Rương Epic thì chỉ có giá là 25 Robux cho một cái rương thôi. Thì tất cả những cái món các bạn đang thấy mình đang đội, đang đeo và đang sở hữu thì nó nằm trong cái rương là Rare với lại Uncommon khá là nhiều ha. Đây, mua cho bạn coi. Thì bây giờ thì nó khá là vô tư rồi. Lucky. Một cái trail epic nè. Như vậy cái trail màu đỏ của mình là trail epic nha. Tiếp tục. Cái rương này nó sẽ cho các bạn có tỷ lệ ra hai thứ luôn. Thứ nhất là cái nón và thứ hai là cái trail. Bùm bùm lại một cái trail epic rồi. Thì cái rương rare này nó vẫn có tỷ lệ ra được legendary nha. Và ngược lại cái rương epic này cho dù các bạn dùng robot để mua nhưng mà vẫn có tỷ lệ ra được cái rare. Khá là chua chát ha.
Rồi mở tiếp một rương nữa và mình sẽ mở cái rương 25 Robux cho bạn coi. Ok, một cái trail rare thôi. Rồi bỏ 25 Robux ra mua một cái rương epic cho bạn coi nhé. Yay, mình có một cái trail epic. Ok. Như vậy mình đã tốn 25 Robux thay vì bỏ 500 triệu tiền ra. Thì là giá mang. Tiếp tục một cái rương nữa cho bạn coi nè, bệnh nhị cử. Từ game này mình không mua game pass, do đó thì mình sẽ đốt một ít Robux. Oh wow, wow, wow. Một cái nóng mythic các bạn ơi. Đây. Cái nóng mythic là 1.325 và nó là xịn nhất nha. Tại vì Legendary là chỉ có là 1.3 thôi. Thì mythic nó xịn hơn Legendary. Nó cho chúng ta là 1.325. Như vậy mình sẽ tắt cái nón này xuống, tắt cái tai nghe xuống. Wow. Một lần lít chuột của mình có là 77.500.000 tiền. Quay trở về các bạn. Làm sao quay trở về nha. Đây. À không phải. 199 Robux cho một game pass teleport nha. Còn không thôi thì các bạn phải đi bộ về thôi. Tại vì trong đây không có ba lô. Nếu có ba lô thì nó sẽ có chế độ full để cho các bạn có thể quay trở về ha. Còn trong đây thì nó không có. Rồi mình sẽ rebirth cho bạn coi nha. Welcome. Ở nơi đây bạn có thể rebirth nhưng mà các bạn. Và cái data của các bạn sẽ mất hết. Khi bạn rebirth, bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Mình sẽ rebirth cho bạn coi nha. Bả 21. Pam 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 pam. Và lần thứ hai các bạn sẽ gấp đôi tiền, các bạn sẽ cần 1 tỷ tiền để có thể rebirth nha. Ok, cái nón của mình vẫn còn các bạn. Cái nón của mình vẫn còn. Thiệt là hợp lý, quá đi. Như vậy là cái nón và cái trail các bạn vẫn còn nha. Chỉ có là con pet các bạn mất thôi. Con pet và những trái chuối các bạn mất thôi. Ok, thì vừa rồi trong video này mình đã vừa review với các bạn về update thứ hai của từ game là Banana, từ game ăn chuối Simulator nha. Trong từ game này chúng ta sẽ có một cái rương. Nó có thể cho chúng ta hai vật phẩm mới trong từ game. Đó là cái nón và cái trail. Cũng như đã phá đảo tất cả những vùng đất cho bạn coi và tiến hành rebirth lần đầu tiên. Do vậy nếu bạn thích video này thì tại sao lại không để lại một like và đăng ký kênh. Nhớ rung chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nhất nào của mỗi ngày. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.